Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Melomoto. Yamaha FZX 2023 mẫu xe cổ điển mới tại thị trường Ấn Độ với động cơ là 150cc, thiết kế đẹp mắt vạn người mê với mức giá chỉ có 36 triệu đồng. Hiện tại ở tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe sẽ được ra mắt với hai phiên bản tùy chọn bao gồm bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp với hệ thống Yamaha eConnect. Xe FZX tiêu chuẩn với mức giá là 36 triệu 200 đồng. Đây là mức giá tham khảo tại thị trường Ấn Độ cũng như là giá đề xuất. Xe FZX cao cấp với mức giá là 37 triệu 200 đồng. Với mức giá này cũng là mức giá đề xuất và mức giá tham khảo tại thị trường Ấn Độ. Ba màu sắc chính của FZX 2023 bao gồm màu xanh nhám, màu nâu đồng nhám và màu đen nhám, là một trong những mẫu xe cổ điển do Yamaha sản xuất. Yamaha FZX 2023 chịu khá nhiều ảnh hưởng từ đèn anh XZR155. Tuy nhiên, để đáp ứng các nhu cầu thị trường tại Ấn Độ, FZX được lược bỏ một số công nghệ và trang bị để có mức giá thành hấp dẫn hơn. Tổng thể FZX được nâng cấp với các đường nét mạnh mẽ, lộ ra khỏi hệ thống khung đầy ấn tượng và phối màu rất là sáng tạo. Xe sở hữu kích thước được cho là khá đẹp, với chiều dài là 2020mm, chiều rộng là 785mm và chiều cao là 1115mm. Chiều dài cơ sở là 1330mm, trọng lượng chỉ có 139kg. Hệ thống phanh trước là heo dầu Bari và ABS trước là một đặc trưng cho những mẫu xe tại thị trường Ấn Độ. Để thể hiện thông số và phục vụ cho tính năng Yamaha eConnect tốt hơn thì xe được trang bị một màn hình LCD với nền xanh và độ chi tiết rất là cao. Một cổng sạc 12V cũng được tích hợp ở đồng hồ giúp các bạn sạc nhanh các thiết bị tốt hơn. Bình nhiên liệu đạt tới 10 lít với 3 màu sắc nổi bật bao gồm màu xanh viền đen, màu nâu đen, màu xám đen. Hệ thống chiếu sáng độc đáo với đèn LED dạng projector ở trung tâm, đèn viền xung quanh kiểu đì mi cực kỳ ấn tượng. Chiếc yên cổ điển liền khói được thiết kế dạng xương sống cao ở vị trí sau với chiều cao yên là 810mm, mang một nét thể thao cho xe. Xe FZX sở hữu khối động cơ BlueCore 150cc, SOHC xi lanh đơn, tải nhiệt bằng không khí, hộp số 5 cấp. Xe có thể cho công suất đại tầm khoảng 12,4 mã lực tại 7.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 13,3 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Động cơ được công bố mức tiêu hao nhiên liệu là 48 km trong 1 lít, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu khi chúng ta đi phố. Và hiện tại mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và là XG tại thị trường Ấn Độ với mức giá hợp lý cũng như là được trang bị động cơ mạnh mẽ. Ngoài ra có ABS là những trang bị hiện đại giúp cho mẫu xe này thu hút khách hàng. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Melomoto. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi và nhiều dòng xe mới dành cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.